Hello, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Alpha Collection. Hiện tại mình sẽ giới thiệu về lệnh tiếp theo trong cái vấn đề trong phần mềm Autodesk Fusion 360 này. Lệnh tiếp theo là mình sẽ dùng lệnh sweep. Nó sẽ rất đơn giản cho nên là rất nhanh thôi. Video này có thể là ngắn. Đây, mình sẽ bắt đầu với lệnh là vẽ 2D. Vẽ biên dạng và muốn kéo để cho nó chạy. Ví dụ đây, rồi ok. Đó. Ok. Rồi, finish sketch. Thứ hai là vẽ đường dẫn cho sản phẩm. Lúc này tại vì lệnh sweep này yêu cầu là nó cần tới hai sketch kết hợp với nhau, một cái sketch là tiếp vuông góc với một cái đường dẫn của sketch còn lại. Đó, cho nên mình sẽ tiếp tục là vẽ. Đấy. Thì vẽ với mặt phẳng vuông góc thì mình là mặt này hoặc mặt này đều được hết. Tức là mặt ZY hoặc là mặt XY đều ok, mình chọn mặt này. Rồi, tiếp tục. Mình sẽ chọn góc tọa độ đây. Ok. 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 Rồi. Lát nữa mình sẽ giải thích lý do tại sao là mình có cái góc này. Rồi, lúc này là mình finish cái sketch này đi. Rồi. Sẽ chọn là revolve. À, lệnh sweep nhầm. Đây, đầu tiên là cái profile này mình sẽ chọn là đường dẫn là đường single path. Đây. Thứ hai là cái đường chọn là cái path. Đây. Đó, nó sẽ không có đi hết được cái sản phẩm của mình. Lý do là thế này, bạn thấy mũi tên này gì? Ok, mình sẽ cho kéo cái mũi tên này. Dùng chuột trái nha. Chạy 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 chạy. Rồi. Ok. Thì ngay lúc này thì nó mới thể hiện ra cái sản phẩm của mình. Đó, cái biên dạng đây. Đó. Hoặc là coi như perpendicular đây. Nó vẫn chưa có ra được cái sản phẩm. Lúc này mình lại kéo về, kéo về. Đó. Thì lý do của cái việc mà nó không ra được cái hình dạng biên dạng này là do cái vấn đề với góc này nó quá nhỏ. This angle too small. Rồi, cho nên là mình sẽ chọn đây, chọn parallel đây. Đây. Thì mình tiếp tục mình kéo. Kéo, kéo, kéo cho đến khi đây. Chú ý cái distance này nha. Là cái khoảng mà nó có thể là kéo ra đó. Rồi. Qua đây, gần tới, gần tới. Rồi. Có nghĩa là cái đây là giá trị giới hạn của cái vấn đề cái đường dẫn này. Mình chỉ có thể giảm lại một chút. Ok. Đó. Thì ra nếu tiếp tục mà muốn vẽ theo cái đường này nữa thì là nên chọn về coi như perpendicular hoặc là thay đổi cái góc ở đây. Rồi đơn giản tạm thời là mình ok nó đi, mình sửa lại cái phần sketch của mình. Đó. Đây là một những cái biên dạng phức tạp mà mình có thể vẽ với lệnh là sweep. Thì đơn giản mình sửa lại đây. Click chuột phải, chọn vào edit sketch. Rồi, góc này sửa bẻ lên. Bẻ đây. Bẻ ra. Bẻ ra, bán kính cong càng lớn càng tốt. Ok, rồi.
Lúc này chọn click chuột phải vào đây, chọn Edit Feature. Rồi đó thì mình sẽ có thể kéo tới đây là hết, nhưng mà mình chọn qua Perpendicular đây. Rồi thấy chưa, vì là cái góc ở dưới này nè mình đã làm cho nó lớn hơn, cho nên cái sản phẩm của mình sẽ kéo thoải mái đó, chạy 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 chạy. Rồi ok chưa, đó thì đây là cái như ứng dụng trong cái vấn đề là vẽ những biên dạng phức tạp chạy theo một đường dẫn sẵn có. Cái đường dẫn này sẽ thông qua tính toán hoặc là vẽ tùy biến tùy theo giá trị của cái người là người ta muốn vẽ như thế nào. Thì ngoài ra cái dạng type của nó là dạng single path, thứ hai là cái dạng là guide rail, thứ ba là dạng là guide surface, tức là dựa theo cái mặt phẳng có sẵn, cái đường dẫn có sẵn. Rồi ở đây thì mình chỉ giới thiệu cái phần này đó. Giả sử đây thì trong tiếp theo là đây nó có phần là distance, là khoảng, là khoảng đi tối đa, là đi cái một ở đây có nghĩa là đi 100% luôn, đi nguyên một đường. Còn những giả sử những cái số nhỏ hơn á, có nghĩa là tính theo phần trăm, percentage. Rồi cái taper angle đây mình đó, khúc này á thì nó sẽ giống với cái lệnh là của bên extrude, tức là từ góc đi ra và phình ra bao nhiêu độ đó. Thì hiện tại cái một độ này nó quá lớn, nó không thể nào nó hiển thị cho mình. Nó 0.1 đấy. Thấy nó có thể vẽ phình ra hơn chưa? 0.3. Rồi. 0.3 độ. Thì cái biên dạng 0.3 độ nó đã được phình ra hơn so với ban đầu, so với cái mặt cắt đầu tiên. Đó, ở đây mình có thể thấy kích thước nó tương quan và tương đương đó. 0.5. Rồi, 0.5 là quá lớn. 35 vẫn lớn. Rồi. Cái dòng thứ hai á là mình bây giờ trước khi mình chuyển xuống dòng tiếp theo twist angle á, mình cho giá trị này về 0 đã. Hoặc là coi như thử một lệnh là 0.4, 0.3 là nhỏ quá. 0.1. Rồi ok. Lệnh twist angle á, là nó sẽ thực hiện lệnh xoay xoắn theo cái đường dẫn. Ví dụ 10. Rồi, đó. Ok chưa? Cái đường này nó sẽ xoắn. Xoắn mà xoắn 10 độ thì nó quá ít đi. Mình cho nó lên là 90 độ. Rồi ok chưa? Nó đã xoắn theo 90 độ. Rồi, vẫn còn ít nữa. 190 độ luôn. Rồi. Đó. Chỉnh theo đường xoắn, đường dẫn đây. Đây nó sẽ giống như cái gọi là giải Mobius và không có thể nào thoát ra được. Đây là cũng là một cái hộ công cụ rất là tốt cho công việc là sáng tạo. Rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi tới cuối video. Thì trong cái phần lệnh script này nó cũng sẽ có thêm cái phần là coi như join, cut hay là intersect giống như với lệnh extrude. Thì mọi người có thể xem lại video về lệnh extrude để hiểu thêm về lệnh cut, intersect. Rồi, cảm ơn.